thường được gọi là Trấn Sơn Nam, và dân gian thì thường có câu là cầu Nam chùa Bắc đình đoài. Và cây cầu ngói chợ Lương là một trong ba cây cầu cổ đẹp nhất miền Bắc Việt Nam. Đây còn được gọi là cầu chùa Phương Đông. Theo lối kiến trúc thượng gia hạ kiều, trên nhà dưới cầu, cầu ngói có kiến trúc độc đáo, giữa trụ và thân cầu không có bất cứ chất kết dính nào. Mái ngói cầu hình mũi hài âm dương, trông như con rồng duyên dáng đang vươn mình bay lên. Cầu là nơi đi lại, cũng là nơi dừng chân nghỉ ngơi, nơi giao duyên kết nối của khách bộ hành ngắm phong cảnh làng quê. Ngay cạnh cầu ngói là chùa Phúc Lâm, tạo thành một quần thể đẹp khi bạn đến với Trấn Sơn Nam xưa. Chùa dựng trên thế đất đẹp thoáng, trước chùa là hồ nước trong xanh, tựa như tấm gương in bóng tam quan. Cách đây gần 600 năm, nó là biển, rồi tức là thành một cái bãi bồi. Mà tổ tiên của mà dân cư ở đây từ Thanh Hóa, từ Ninh Bình, trên gọi là Trấn Sơn Nam, là về đây để khai sáng là có bốn cụ tổ: Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Tập, tứ tính chủ động để về đây để mà xây ngôi chùa này. Ngôi chùa này lấy cái tên là chùa Phúc Lâm Tự, tức là ngôi chùa này gọi là ngôi chùa trăm gia. Mà hàng năm có cái lễ hội Quần Anh này. Vì sao là tổ tiên chúng tôi lại lấy chữ Quần Anh? Quần Anh là nơi hội tụ của những nhân đạt. Mà chính nơi đây là cũng là cái đất văn vật của cái Trấn Sơn Nam. Đây là trò chơi đầu tiên của chúng tôi, phi tiêu nhưng mà lại bằng những cái chiếc lông gà như thế này. Nhìn thì có vẻ là dễ nhưng mà thực ra là nó rất là nhẹ. Hãy nhìn xem, đây là phần thưởng dễ thương trong trò chơi đầu tiên mà Thu Hương và Thành Trung đã tham gia. Đến với cầu ngói chợ Lương, chắc chắn các bạn không thể bỏ qua lễ hội truyền thống Quần Anh. Và lễ hội sẽ được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm. Cùng tham gia thôi. Đi rồi. Chính hội bắt đầu bằng lễ rước kiệu về sân chùa. Mỗi kiệu tượng trưng cho người dân của thôn ấp đã an lành cuộc sống từ khắp nơi dọc miền biển hải hậu. Lễ hội Quần Anh là dịp để người dân miền biển tưởng nhớ tổ tiên, những người khai hoang lấn biển lập ấp, mở mang điền địa, bắc cầu, mở chợ, xây đình chùa. Cuộc sống từ đó mà yên vui đầy nếp. Quần Anh ở Nam Định thì các bạn sẽ được hưởng lãm rất nhiều những điệu múa truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Còn đối với chúng mình, chưa bao giờ đến với một lễ hội nào mà tưng bừng và đầy náo nhiệt như thế này.